Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 2 trên 2 của cái bổ ngữ chỉ mức độ Như vậy là vừa rồi chúng ta có tìm hiểu cái phần 1 trên 2 bổ ngữ chỉ mức độ mà không có dùng đến từ tơ Còn hôm nay phần 2 trên 2 là bổ ngữ chỉ mức độ có dùng đến từ tơ Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha À, đầu tiên chúng ta cũng nhắc lại một chút là những cái thành phần đứng sau động từ hay là tính từ để biểu thị cái mức độ đạt đến thì mình gọi là bổ ngữ dĩ mức độ. Chúng ta khảo sát các ví dụ bên dưới nha. Cái à, cấu trúc đầu tiên đó là động từ xong rồi chúng ta cộng đến từ tơ. Như vậy là luôn luôn phải có từ tơ đó ở phía sau rồi cộng đến cái từ hình hoặc là từ pu nếu mà mình khẳng định rất cái gì đó thì dùng từ hình và nếu mà mình phủ định thì dùng cái phó từ phủ định pu rồi cộng với cái phần bổ ngữ chỉ mức độ ở phía đằng sau xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi ví dụ nè ví dụ hôm nay bạn đi chơi thế nào à, thì sẽ hỏi là chin thiên ni <laughs> quản ta quản là chơi là đi chơi quản ta sầm mấy ăn thiên đi quán Hôm nay bạn đi chơi thế nào? Bắt buộc phải có từ tơ phía đằng sau quản đó. Chúng ta thấy công thức ở bên trên rồi đấy. Rồi, tôi đi chơi rất vui. Wo ta hình khai xin. Wo ta hình khai xin. Khai xin là vui, hình khai xin là rất vui. Như vậy là tôi đi chơi rất vui, buộc phải có từ tơ ngay chỗ đó nha. Và nếu mà chúng ta đi chơi không vui thì chúng ta nói là wo wan khai xin, wo wan khai xin, tôi đi chơi không vui, đi chơi mà không có vui, bu khai xin. Và một trường hợp nữa, tức là chúng ta đi chơi mà không có vui lắm thì chúng ta nói là wo wan thai khai xin, khai xin. Và chúng ta lưu ý à, từ sam giang thường được dùng trong các cái câu hỏi để chỉ cái mức độ có bổ ngữ chỉ mức độ xin mời mọi người chúng ta cùng đọc bốn cái ví dụ đó nha thiên ni hình khai khai xin quả thai khai xin cái tiếp nữa chúng ta xem các cái ví dụ Uh, tha xè tê dầm Anh ấy viết thế nào Tha xè tê dầm Tức là anh ấy viết đẹp hay xấu hay nhanh hay chậm gì đó Buộc phải có từ tơ ngay chỗ đó Tha xè tê dầm Anh ấy viết thế nào Tha xè tê hẳn hò khăn Tha xè tê hẳn hò Anh ấy viết rất đẹp Hẳn hò khăn Hò là đẹp Hoặc là Tha xè tê bu hò Tha xè tơ bùa hảo khan, anh ấy viết không đẹp. Hoặc là một trường hợp nữa, tha xè tơ bù thai hảo khan, tha xè thai khan, anh ấy viết không đẹp lắm bù thai hảo khan. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Tha xè tơ trầm ma giang, tha xè tơ hình họ khan, tha xè tơ bù hảo khan

một ví dụ nữa là thá số ta bố thai họ thá số từ bố thai họ anh ấy nói không hay lắm như vậy bây giờ các bạn đã nắm chưa nào nắm cái cách dùng của bổ ngữ chỉ mức độ có dùng từ tơ chưa nào nhớ là chủ ngữ rồi xong rồi đến động từ rồi đến từ tơ ví dụ tôi ăn rất nhiều wo chư tơ hình tố tôi ăn không nhiều wo chư tơ bu tố tôi ăn không nhiều lắm wo chư tơ bu thai tố và lưu ý như vậy là trước bổ ngữ mà không có các cái phó từ chỉ mức độ như là rất nè là, là là chữ hình đó, từ hình hoặc là từ thai hay là phê sản gì đó thì thường là mang cái ý nghĩa đối lập nhau chúng ta xem các ví dụ bên dưới nào ví dụ tha xẻ tơ khoai của xẻ tơ man ta xẻ tơ khoai anh ấy viết nhanh của xẻ tơ man tôi viết chậm đó nếu không có cái từ hình thá xe tơ hình khoai ví dụ thế thì lúc đó là nó mang nghĩa đối lập nó vế trước với vế sau nó đối lập nhau rồi ở dưới nè thá chứ tơ tố wo tơ sọ thá tơ tố là anh ấy ăn nhiều wo tơ sọ là tôi ăn ít không có từ hình nữa không có cái phó từ chỉ mức độ nữa và một cái công thức nữa là động từ cộng với tân ngữ rồi cộng với động từ rồi tơ rồi hình với pu gì đó như vậy là tân ngữ là cái gì là cái thành phần đứng sau động từ ví dụ như là ăn cơm thì cơm đó là tân ngữ uống rượu thì rượu đó là tân ngữ viết chữ là viết là động từ còn chữ là tân ngữ Mua xe thì xe là tân ngữ Nói tiếng Hoa thì tiếng Hoa là tân ngữ Nói tiếng Anh thì tiếng Anh là tân ngữ Hớt tóc thì tóc là tân ngữ Rồi các bạn nắm chưa nào Là cái thành phần Có thể là danh từ hoặc là một cụm Đứng sau động từ Thì đó là tân ngữ Rồi trong trường hợp này thì chúng ta nhớ lập lại động từ nha Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè tha xe han xưa Xong rồi lặp lại động từ Xe tơ Xe tơ Ta xẻ hàn chư tơ chẩm giang. Chúng ta không có được nói là han ta xẻ hàn chư tơ chẩm giang nha. Lập lại động từ một lần nữa. Han ta xẻ hàn chư tơ chẩm giang. Anh ấy viết chữ Hán thế nào? Han ta xẻ hàn chư xẻ tơ Ta hàn chư Anh ấy viết chữ Hán. Rất đẹp rồi chúng ta thấy trong câu trả lời cũng lặp lại động từ nè. Tha xè hán xưa xè tơ khấn họ khan nhớ lặp lại động từ một lần nữa nha. rồi một ví dụ nữa. Tha xè hán xưa xè tơ phu họ khan. Tha xè hán xưa xè tơ phu họ khan. anh ấy viết chữ hán không đẹp cũng y chang cái công thức như vậy luôn. xè hán xưa xè tơ phu họ khan

Kế tiếp nữa chúng ta có một vài cái ví dụ. Tha so han yu so de zhen ma yang. Tha so han yu so han yu. nói tiếng Hoa vẫn lặp lại động từ một lần nữa so de zhen ma yang. Tha so han yu so de zhen Anh ấy nói tiếng Hoa thế nào? Tha so han yu so de hen ho. Tha so han yu so de hen ho. Anh ấy nói tiếng Hoa rất giỏi. Hoặc là rất hay. Tha xóa khan dị xóa đa họ Tha họ Anh ấy nói tiếng hoa Không tốt hoặc là không hay Rồi trong trường hợp là anh ấy nói không hay lắm Tha xóa khan dị xóa đa thai họ Tha thai Anh ấy nói tiếng hoa không tốt lắm Hoặc là không hay lắm Và lưu ý Ví dụ hai còn có thể nói là

và trường hợp đặc biệt ở bên dưới là nó bỏ bớt cái động từ phía đằng trước. Chúng ta xem nè. Tha han dị so ta họ. Và một trường hợp khác là đem han yu lên phía đằng trước. Han yu tha so ta họ. Kế tiếp nữa. chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái từ ngữ làm bổ ngữ chỉ mức độ mà ở mức độ rất là cao. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè. Bộ ngữ chỉ mức độ có dùng từ tơ chủ yếu do các cái từ ngữ sau làm bộ ngữ. Ví dụ như là hình nè, hoang nè, tua nè, bù tơ liệu, giao sử, giao miên, bù xỉn, khở dị, câu sâu tờ, ly hai, vân vân Tất cả những cái từ này những cái cụm này nè đều chỉ ở cái mức độ rất là cao và những cái từ ngữ này là khi làm bổ ngữ ít nhiều nó có thay đổi nghĩa so với nghĩa gốc của chúng và chúng đều biểu thị ở mức độ cao các bạn lưu ý như vậy nha và tùy cái câu mà chúng ta dịch như thế nào ví dụ như đối chết đi được hay là mệt bở hơi tay bở hơi tay thì đó là cái cách mà chúng ta dịch thôi chúng ta xem ví dụ bên dưới Ví dụ ta có nè, tơ hình có thể dùng với cả động từ và tính từ. Ví dụ, Bày chiến xên trai tờ thiên chi, họ tơ hình. Bày chiến xên trai tờ thiên chi, thời tiết hiện nay ở Bắc Kinh, họ tơ hình. Tức là cực kỳ tốt hay là rất tốt cũng được, rất đẹp cũng được. Họ tơ hình. Như vậy họ đó là tính từ. Tơ hình nó đứng sau tính từ họ. Hoặc là một ví dụ nữa. Ní sèn giá ma Ní sèn giá ma Bạn có nhớ nhà không? Sèn tơ hình Nhớ vô cùng Nhớ gia diết Nhớ vô cùng gì đó tơ hình Và chúng ta có một ví dụ nữa Chín thiên Tha trung là xài <laughs> phèo Trung xài phèo là trúng vé số Chín thiên Tha trung là xài phèo Hôm nay anh ấy trúng vé số Cao xin tơ hình Cao xin tơ hình Vui sướng vô cùng Và cái ví dụ 2 bổ sung thêm Thác khẩu tờ tí y miễn Thác khẩu tờ tí y miễn Anh ấy thi được hạng nhất Cao xin tờ Cũng vui sướng vô cùng Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc mấy cái ví dụ Bên dưới này nha Bày chiến sen giai tờ thiên tri Khẩu tờ hận Thác khẩu là tí miễn Cao tờ Ní xèng chá má Xèng tơ hẳn Chín thiên ta trung là xài phiêu Cao xin tơ hẳn Như vậy là tơ hẳn này nó chỉ ở mức độ rất là cao Kế tiếp nữa ta có tơ khoáng Có thể biểu thị mức độ cao hoặc là không cao như vậy nó có thể biểu thị tùy cái câu Có thể biểu thị mức độ cao hoặc là không cao Cho nên phía trước nó nó có thể là có thêm là dỗ tẻ Tức là dỗ tiền có hơi hay là có chút gì đó Thường đứng sau động từ Để biểu thị cái cảm giác không tốt lắm Đọc là tơ hoang Như vậy chỉ có thể nói là sáng sinh tơ hoang Đau lòng vô cùng Chứ không có nói là cao sinh tơ hoang Vì tơ hoang này là thường chỉ cho cái cảm giác không tốt lắm Cái cảm giác nó không được tốt như vậy là cao xin tờ hoang là vui, cao xin là vui nên không dùng được. Chỉ sáng xin tờ hoang thì được, sáng xin là đau lòng. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Y thiên mỹ chư sở mờ. Y thiên mỹ chư cả ngày không ăn gì. Một ngày đây ta có thể dịch là cả ngày, cả ngày không ăn gì. Tu chờ ơ tờ hoang. Tu chờ là cái bụng, ơ tờ khoáng đói cồn cào bụng đói cồn cào hay là bụng đói vô cùng cũng được nhưng về tơ khoáng cũng chỉ ở mức độ cao chúng ta cùng đọc nha y thiên mỹ sư sầm mò tu giờ ơ tờ khoáng ví dụ 2. wo chuế tơ dỗ tiền lê tờ khoáng wo chuế tơ dỗ tiền lê tờ khoáng tôi cảm thấy là hơi mệt tịa dỗ tiền là có hơi Lê tờ hoang là có hơi mệt một chút ta có thể dịch như vậy và ví dụ 3 ủ sư khở cho sư là vô sư là không có việc gì vô là không khở để mà làm không có việc gì để mà làm cả của càng tao Minh tờ hoang của càng tao tôi cảm thấy Minh tờ hoang là chán vô cùng Minh là buồn dáng Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Wujue de youdian lei de huang. Wu shi ke zuo. Wo men de huang. Cái phần thứ ba này ta có giao miên hoặc là giao sữa đều biểu thị ở cái mức độ rất cao và thường mang nghĩa xấu. À, rất ít trường hợp dùng ở cái nghĩa tích cực cũng có nhưng mà ít trường hợp. Chúng ta xem cái ví dụ bên dưới nè, Tham minh lẹ tham minh lẻ tức là hai chúng nó họ tới giao miên tốt với nhau vô cùng dĩ huê và lý bố khai dĩ huê là một chút hoặc là một lát lý bố khai tức là không rời nhau như vậy là không rời nhau à, phút nào họ rất là tốt với nhau không rời nhau phút nào nhưng mà trong cái trường hợp này là rất là hiếm dùng à, nó chỉ dùng trong những cái nghĩa xấu là nhiều giao miên và giao sự đều thường dùng trong khẩu ngữ tức là trong văn nói Tuy nó có thể biểu thị nghĩa tốt hoặc là nghĩa xấu, nhưng mà trong trường hợp chính quy thì chúng ta nên dùng là tơ hình sẽ tốt hơn. Nghĩa tích cực á hoặc là nghĩa tốt thì chỉ có một cái ví dụ mà chúng ta vừa tham khảo thôi còn nó dùng cho nghĩa xấu thì nhiều, nhưng mà chúng ta lưu ý là trong trường hợp chính quy thì chúng ta nên dùng tơ. Chúng ta nên dùng tơ hình thay cho uh, giao miên hoặc là giao sửa chúng ta xem ví dụ bên dưới. Quả khờ tới khờ tới Tôi khát chết đi được Khát nước á Tôi khát chết đi được Khoai cho tôi một chút nước để uống đi Quả khờ tới giao miên Tôi khát chết đi được Khoai cho tôi một chút nước uống đi Hoặc là Ê à, và lấy tay giáo miên Ôi chà, tôi mệt Chết đi được Tôi mệt chết đi được Và giáo siêu si dữ huê Và giáo siêu si dữ huê Tôi muốn nghỉ ngơi một chút Một ví dụ nữa Quay bên rơ tay giáo miên Quay bên rơ tay giáo miên Bên ngoài Nóng chết đi được Bẻ chú là Đừng có đi ra ngoài nữa Bẻ là đừng Bẻ chú là Đừng đi ra ngoài nữa Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Wo he de yao mian. Khoai gai wo yi dian nước. he. Ai ya, wo lei de yao mian. Wo Ngoài xiu xi yi xia. Wai bian re de yao se, bie chu tiếp nữa chúng ta xem cái phần 4 nè. Pô tơ lẹo -e không có đọc là pô tơ lơ nha, pô tơ lẹo thường dùng trong khẩu ngữ chỉ mức độ rất là cao, có thể đứng sau tính từ hoặc là động từ, chỉ các cái hoạt động về trạng thái tâm lý hoặc là cảm giác. Chúng ta xem ví dụ. Ví dụ 1 Thá sẻn nị sẻn tơ tơ lẹo, tơ tơ cô ấy nhớ anh vô cùng. Ta xiang ni, xiang tơ bút bạn mau đi thăm cô ấy đi. Ví dụ 2, na na là cái nơi đó hoặc là chỗ đó, xa thiên là mùa hè, rơ tơ nóng vô cùng. Ở nơi đó, đó, mùa hè nóng vô cùng, ở chỗ đó mùa hè nóng vô cùng. Quá khờ tôi không đi đâu. Wo bu là tôi không đi Còn khờ đây là nhấn mạnh của khờ bu chi Có nghĩa là tôi nhất định không đi đâu Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Tha xiang ni xiang tớ bu tớ liǎo. Ni khoai suy khăn khăn tha bà Na cơ tì vang xia thiên rơ tớ bu tớ liệu Wo khờ Cái tiếp phần thứ năm là pu xiển, chỉ mức độ rất cao, dùng trong khẩu ngữ, biểu thị cảm giác hoặc là hoạt động của trạng thái tâm lý luôn. Chúng ta xem ví dụ. Er thiên tha thờ hoa. ở là cậu con trai thiên tha thờ hoa, không nghe lời anh ấy. Tha chi Anh ấy tức giận, chi đây là giận, tức giận. Chi thờ xiển, anh ấy tức giận vô cùng. Ví dụ hai Tha lê tờ bu xiển Tha lê tờ bu Anh ấy mệt vô cùng Anh ấy mệt bở hơi tay Nì khoai xì băng tha bà Nì khoai xì băng tha bà Bạn mau đi giúp anh ấy đi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Ở giờ bu thiên tha tờ hoa Tha chi tờ bu 他累得不行，你快去帮他吧。cái tiếp chúng ta xem từ khở gì khở gì nghĩa gốc nó là có thể nhưng mà ở đây nó chỉ mức độ rất là cao thường là mang cái ý nghĩa châm biếm thôi biểu thị sự đánh giá của người nói như vậy là thứ nhất là nó biểu thị cái mức độ cao thứ hai là nó thường mang cái nghĩa là châm biếm biểu thị cái sự đánh giá nhận xét của người nói chúng ta xem ví dụ bên dưới nào tha cho cơ rỉnh trên lành tờ khứa gì tha cho cơ rỉnh là con người của anh ấy trên là thật là lành tơ khởi gì dị. dịch là lành là lười lành tơ khứa gì lười biến quá mức cái con người của cậu ta làm biến quá mức hoặc là lười biến quá mức khan tha phản chen cho trí to là khan tha phản chen chưa trí to là nhìn cái phòng của của cậu ấy là biết rồi nhìn cái phòng của cậu ta là biết rồi một ví dụ nữa nì trơ cơ rỉnh trên bên tờ khở dị nì trơ cơ rỉnh là con người của bạn trên là thật là bên tờ khở dị là ngốc quá đi con người của bạn ngốc quá đi hoặc là bạn thật là ngốc quá đi 这个字也不会写

Kế tiếp thứ bảy chúng ta có à, cái từ ly hai hoặc là cô sô ta thì đều dùng trong khẩu ngữ và biểu thị mức độ cao à, và nó mang cái nghĩa là khó có thể chấp nhận được như vậy tức là không nổi không chịu nổi gì đó khó chấp nhận được đọc là cô sô ta chúng ta xem ví dụ bên dưới Trơ cơ sai cái món ăn này bảo họ là tờ cô sô ta bảo hộ tức ta có thể dịch thoáng là khiến cho tôi la từ câu sâu ta cay vô cùng cay vô cùng món ăn này làm cho tôi cay vô cùng dèn lây tôi xua lại là dèn lây là nước mắt tôi xua lại là nó đã chảy ra rồi như vậy tức là cái món ăn này nó cay vô cùng làm tôi chảy cả nước mắt mình có thể dịch thoáng hơn là món ăn này làm tôi cay đến mức chảy cả nước mắt cũng được. Tức là các bạn dịch làm sao mà thể hiện được cái nghĩa là món ăn cay đến chảy nước mắt là được. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Trời cơ sai bảo vọ la tờ câu sâu lê tôi xua lại là. Một ví dụ nữa. Khở sâu là chỉ thiên bị ho mấy hôm khở sâu là ho khở sâu là chỉ thiên bị ho mấy hôm quá sàng xưa thận tờ ly hai sàng xưa là cái cuốn họng của mình cái cổ họng đó. quá sàng xưa là cái cổ họng tôi thận tờ ly hai à, đau vô cùng đau không chịu nổi mời mọi người chúng ta cùng đọc nào khở sâu là chỉ thiên quá sàng xưa thận tờ ly hai ly hai đây có nghĩa là lợi hại đó ông à, nói việc là lợi hại Và đến đây mình xin kết thúc phần 2 trên 2 của bổ ngữ chỉ mức độ. À, thực ra bổ ngữ chỉ mức độ sau này mình cũng có thể học nâng cao thêm nữa. Còn với cái trình độ đang học của mình đến đây thì chúng ta học đến mức này là vừa. À, Mấy mốt khi nào mà chúng ta gặp những trường hợp cao cấp hơn thì mình sẽ hướng dẫn thêm. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào.